Xin chào giới thiệu dòng pin sạc lithium polymer với mã sản phẩm 103450 Đây là một tẹp pin với điện thế định danh hay còn gọi là điện tích 3.7V và dung lượng là 2000mh à, Tẹp pin này chưa có gắn mạch sạc ở phía trên đầu à, Vì một số thiết bị là đã có mạch sạc chuyên dụng theo máy sẵn cho nên chúng ta chỉ cần đưa pin vào kết nối với mạch sạc Sản phẩm này với đường kính độ dày là khoảng 10 mm 1 cm còn uh, chiều ngang là khoảng 34 mm có nghĩa là 3.4 cm và độ dài của bộ pin này khoảng 50 mm là 5 cm sản phẩm bán tại địa chỉ 1165 trận đạo phường 5 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh khách có thể đến mua trực tiếp trong dành tránh và gọi giao hàng chúng tôi có nhận uh, thay pin các thiết bị uh, kết nối các tẹp pin lại với nhau để tạo nên dung lượng dày hơn và hoặc là tạo nên điện thế cao hơn vui lòng gọi số 0909 911 096 và 0903 352 340 xem thêm tại website pinuongon.vn hoặc pinuongon.com xin cảm ơn